Trình Phạm thông báo mang thai con thứ hai, thông báo tin vui đón thêm thành viên mới, vợ chồng Trình Phạm nhận nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Mới đây, vợ chồng Trình Phạm bất ngờ báo tin vui đến người hâm mộ. Nữ beauty blogger cho biết cô đang mang bầu em bé thứ hai, dự tính sẽ ra đời vào cuối năm nay. We can't wait to meet our newest addition this winter. Tạm dịch, gia đình chúng tôi đang háo hức chờ đón thành viên mới vào mùa đông này, Trình Phạm viết. Nữ beauty blogger chia sẻ thêm, mọi người xem vlog chắc cũng biết bơ thích có em như thế nào rồi. Ba mẹ cháu thì theo phong cách không chiều con, nhưng lần này con thích quá nên ba mẹ cũng chiều theo sau một thời gian suy nghĩ. Trộm vía em cháu đã đến với gia đình suôn sẻ và lời cầu mong đêm ngày của cả gia đình ạ. Đính kèm cùng lời thông báo là loạt ảnh gia đình hạnh phúc đang háo hức đón chờ sự xuất hiện của thành viên mới. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trình Phạm. Hầu hết, mọi người đều rất bất ngờ bởi thời gian gần đây, nữ beauty blogger không đề cập đến kế hoạch có em bé. Được biết hiện tại, Trình Phạm và chồng quyết định chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc một thời gian với mong muốn thay đổi môi trường. Do vậy, những ngày vừa qua, Trình Phạm tất bật cho việc thuê nhà, chuyển đồ và sắp xếp cuộc sống cá nhân. Người hâm mộ dành nhiều sự ngưỡng mộ cho cuộc sống của gia đình Trình Phạm vì đi đâu, làm gì cũng đều có nhau và tổ ấm viên mãn, hạnh phúc. Trình Phạm, sinh năm 1991, là một trong những beauty blogger đời đầu được nhiều bạn trẻ biết đến. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, cô nàng còn có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Cho đến hiện tại, Trình Phạm và ông xã đã chính thức về chung nhà 4 năm và có một bé trai gần 4 tuổi.